Vâng, xin chào anh em Hải Phòng. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một cái dòng máy hàn gia đình. Thì ở đây, trước mặt mọi người đây là nó sẽ có hai loại. Một loại màu xanh đây là 800k. Còn loại màu vàng đây là 1.050.000. Thì anh em có thể lựa chọn. Thì cái máy 800 này nó là công suất là 200G đấy. Và cái máy đắt hơn là 250. Cái dòng máy này thì phù hợp mình sử dụng gia đình và hàn quanh 2.5 ly. Thì hôm nay mình sẽ hàn thử cho anh em xem nó luôn. Thì mình sẽ hàn thử cho anh em cái máy 800. Cái máy 800 này thì nó sẽ không có đồng hồ như cái dòng 250 này. Mình sẽ đấu thử cho anh em hàn thử. Này, dòng này thì nó chuyên hàn que 2.5 nên anh em để ý. Chẳng hạn như là nếu mà anh em làm quảng cáo hoặc là mình hàn que nhỏ thì mình mua. Còn nếu mà mình hàn que to thì cái này nó không hợp lắm. Nên anh em cân đối. Đây mình sẽ hàn thử cho anh em xem. Này nếu hàn còn không cẩn thận nó sẽ thủng ấy nha. Đó là mình điều chỉnh ở đây, mình điều chỉnh dòng ở những cái như này. Chẳng hạn đây. Mối hàn đấy. Anh em mà muốn sửa chữa gia đình thì có thể mua cái dòng này. Còn dòng máy 250 nó sẽ khỏe hơn. Nên là anh em có nhu cầu đấy, ở có thể qua cái cửa hàng ở bên mình ở ga Thượng Lý. Ga Thượng Lý anh em nhé. Ở gần cái tòa nhà cao tầng của VinGroup đang xây đấy. Thì bên mình đang bán ở khu vực đấy. Và cái số điện thoại anh em có thể liên hệ nó là số 0945 365 667. Hoặc là số 0937 268 508. Có những thắc mắc gì anh em có thể liên hệ vào hai số đấy. Bên mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em xem clip này.